vừa được gặp lại quý vị trong phần tiếp theo của bản tin Cà phê Sài Gòn sáng ngày hôm nay 8 tháng 3 và chúng ta đang đến với chuyên mục chuyên gia thị trường. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ vị khách mời đến từ công ty chứng khoán HSC, đó là anh Lâm Anh Quốc, là trưởng phòng tư vấn đầu tư khách hàng cá nhân. Đầu tiên xin được gửi lời chào và cảm ơn Quốc đã nhận lời tham gia vào chương trình sáng nay. Chào chị Phi Yến. Vâng. Thế anh thì trong những phiên gần đây thì chúng ta đều nhận thấy là có vẻ như dòng tiền mỗi ngày đều có cái xu hướng vào mạnh vào thị trường. Như vậy thì điều này có khiến chúng ta đủ căn cứ để nói là thị trường đang đi lên không? Về xu hướng chung thì tôi tin rằng thị trường đang bước vào giai đoạn tăng và bền vững. Bằng chứng là dòng tiền mỗi ngày mỗi tăng vượt lên mức bình quân của 20 ngày và dòng tiền không có dấu hiệu thoát ra. Và trong khi đó là luân phiên giữa các dòng cổ phiếu. Tuy nhiên tôi muốn nhấn mạnh là ở trong cái xu hướng ngắn hạn thì cái chúng ta đang gặp phải cái mức 580 là cái mức cản rất là mạnh được tạo ra bởi MA 20 tuần, MA 20 tháng và trùng với MA 200 ngày. Và ngày hôm nay chúng ta thấy là khi mà thị trường chạm mức 580 ba lần đều rớt xuống và đóng cửa ở mức gần thấp nhất. Nên là tôi cho rằng trong ngắn hạn khi mà mình hành động cụ thể, các nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ. Bởi vì khi trong một cái xu hướng tăng trung hạn, thị trường có thể giảm lại trong ngắn hạn và mức hỗ trợ là 557. Vâng, cảm ơn anh. Và trong những phiên gần đây thì theo quan sát của chúng tôi cũng nhận thấy là dòng tiền có vẻ đổ mạnh vào một số mã blue chip, điển hình như là Đạm Phú Mỹ, RE hay là NT2 cũng như là FPT. Như vậy thì liệu nhà đầu tư có thể là dựa vào cái cổ phiếu blue chips này trong thời gian sắp tới nữa không thưa? Tôi cho rằng đây là xu hướng đầu tư của các nhà đầu tư chuyên nghiệp trong năm nay. Bởi vì thị trường chứng khoán Việt Nam được đánh giá là sẽ có rất nhiều cơ hội từ những tín hiệu tốt về vĩ mô, từ những thông tin tốt về thị trường chứng khoán, nhưng sẽ rất là khó khăn, rất là khó để đầu tư bởi chúng ta ảnh hưởng mạnh từ việc giảm tốc tăng trưởng từ nền kinh tế Trung Quốc, từ tỷ giá và từ thị trường chứng khoán thế giới. Do đó, để đầu tư an toàn thì các nhà đầu tư sẽ lựa chọn những cổ phiếu mà ít chịu sự biến động từ chỉ số. Thì những cổ phiếu này thứ nhất là có triển vọng ngành tốt trong năm nay. Thứ hai là có những cái chỉ số cơ bản tốt, về chỉ số PE, về earnings per share, tốc độ tăng trưởng, doanh thu và lợi nhuận, về nợ và về sẽ không những công ty mà ít bị biến động về tỷ giá. Vâng, cảm ơn anh. Và thế còn trong cái nhóm blue chips mà tôi cũng vừa đề cập thì có một mã đó là DPM của Đạm Phú Mỹ. Thì những phiên gần đây có vẻ như là nhà đầu tư ngoại cũng đã gom hàng cái cổ phiếu này cũng khá là nhiều. Như vậy thì nhà đầu tư kỳ vọng gì ở cái cổ phiếu này trong thời gian gần đây vậy thưa anh? Như tôi đã nói là cái xu hướng bây giờ sẽ đầu tư vào những cổ phiếu cơ bản. Thì Đạm Phú Mỹ là một trong những cổ phiếu như vậy. Đạm Phú Mỹ có những chỉ số cơ bản tốt, an toàn và hơn thế nữa, Đạm Phú Mỹ có câu chuyện riêng của Đạm Phú Mỹ là giá khí đầu vào sẽ giảm. Vâng, vâng, cảm ơn anh. Và có một câu chuyện cũng gây sự chú ý của chúng ta trong thời gian gần đây đó là về HNG của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Và rõ ràng là sau cái thời gian mà là nhà đầu tư hết sức là thất vọng thì thời gian gần đây khi mà cơ cấu danh mục quỹ ETF gần nhất sau khi cơ cấu xong thì là lại có cái cổ phiếu này đã thực sự làm nên chuyện khi mà được lọt vào rổ của ETF. Như vậy thì và một phản ứng gần như là ngay lập tức thì trong phiên ngày hôm qua nha đã thấy là cổ phiếu này tăng kịch trần. Thế thì câu hỏi đặt ra thì nhà đầu tư có thể gặt hái được cái thành quả như thế nào khi mà giải ngân vào cổ phiếu này trong thời gian hiện tại? Nếu mà chỉ đơn thuần dựa vào việc review của ETF thì như chúng ta đã biết trong những cái kỳ review lần đây thì chúng ta khó có thể nào mà mua dựa vào ETF mà được thắng. Nhưng riêng trường hợp HNG này thì tôi cho rằng chúng ta cũng có thể là đầu cơ ngắn hạn cũng được. Lý do thứ nhất là tin tốt là được vào rổ của ETF FTSE và cổ phiếu này được mua nhiều nhất với khối lượng dự kiến mua là khoảng 23 triệu cổ. Ngoài ra đây không phải là yếu tố quyết định. Tôi nghĩ là HNG còn có những yếu tố khác như là cổ phiếu này đã giảm sàn rất là một khoảng thời gian rất là dài và ở hiện tại mức giá hợp lý.
khai phân tích kỹ thuật thì HNG đã giảm về mức đáy, sau đó bật lên và mới đây đã giảm trở lại test mức đáy này, thì tôi cho rằng chúng ta có thể mua được cổ phiếu này. Vâng, cảm ơn anh. Một câu hỏi cuối cùng dành cho anh trong chương trình ngày hôm nay là việc VN Index vượt khỏi mốc 580 điểm nó sẽ tạo cái tâm lý thuận lợi gì cho nhà đầu tư trong những phiên sắp tới? Tôi nghĩ rằng VN Index vượt 580 sẽ tạo nên tâm lý phấn khởi cho nhà đầu tư. Và dòng tiền sẽ đổ vào mạnh hơn nữa. Tuy nhiên tôi vẫn lưu ý trong ngắn hạn như lúc đầu tôi nói. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn anh rất nhiều những thông tin đã chia sẻ trong chương trình hôm nay. Chào chị. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa có cuộc trò chuyện cùng anh Lâm Anh Quốc là trưởng phòng tư vấn đầu tư khách hàng cá nhân công ty chứng khoán HSC. Và những thông tin vừa rồi, những chia sẻ vừa rồi cũng mang tính chất tham khảo đến từ chuyên gia chứng khoán, và chúng tôi hy vọng là quý vị sẽ có được những quyết định đầu tư thành công trên thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua những thông tin tham khảo vừa rồi. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng quay trở lại với bản tin Cà phê Sài Gòn sáng nay. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với những nội dung nổi bật đã được phát trong bản tin Cà phê Sài Gòn sáng ngày 8 tháng 3 năm 2016. Bộ Công Thương vừa quyết định tiến hành điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng tôm mạ nhập khẩu từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Giai đoạn điều tra là từ ngày 1 tháng 10 2014 đến ngày 30 tháng 9 2015. Tính đến nay thì Việt Nam đã tiến hành hai cuộc điều tra chống bán phá giá và đang áp thuế chống bán phá giá với thép không rỉ cán nguội nhập khẩu từ Trung Quốc, Malaysia và Indonesia. Tổng công ty cấp nước Sài Gòn Sawako cho biết đang lên kế hoạch tháo dỡ 7 trong 8 thủy đài khổng lồ hình nấm bị bỏ hoang hơn 45 năm tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi tháo dỡ, diện tích của các tháp nước sẽ được sử dụng làm nơi chứa nước phòng cháy chữa cháy, xây các trạm châm clo, nâng cao chất lượng nguồn nước. Phiên đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của công ty Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản Vissan đã thành công, vượt xa nhiều dự báo trước đó. Dù chỉ có hơn 140 nhà đầu tư tham gia đấu giá, nhưng tổng lượng cổ phiếu đặt mua gấp gần 6 lần lượng rao bán. Giá đấu thành công bình quân đã lên đến 80.000 đồng một cổ phiếu, gấp 4,7 lần giá khởi điểm ban đầu. Sau 2 năm với 7 vòng đàm phán, thì Cuba và EU đã đạt được các thỏa thuận hợp tác song phương trong các lĩnh vực như thương mại, y tế, giáo dục và nông nghiệp. Hai bên cũng đồng thuận EU không can thiệp vào vấn đề nội bộ của Cuba. Tuy còn những bất đồng về chính sách nhập cư, nhưng hai nước cho biết sẽ sẵn sàng đối thoại trong tương lai. Thỏa thuận chính thức dự kiến sẽ được ký vào ngày 11 tháng 3 tới đây. Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết, nước này đặt mục tiêu giữ nguyên sản lượng dầu sản xuất và xuất khẩu như thời kỳ trước khi đạt được thỏa thuận hạt nhân với phương Tây. Iran từng xuất khẩu đến 2,6 triệu thùng dầu thô mỗi ngày hồi năm 2011. Con số này sau đó chỉ còn khoảng 1 triệu thùng. Trong nửa đầu năm 2016, tức thời điểm sau khi hoàn thành thỏa thuận hạt nhân với phương Tây, Iran trước mắt đặt mục tiêu xuất khẩu vào khoảng 2 triệu thùng mỗi ngày. Và kính thưa quý vị, đến đây thì bản tin Cà phê Sài Gòn sáng ngày hôm nay xin được khép lại. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Phi Yến xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và quý vị có thể xem lại bản tin Cà phê Sài Gòn hôm nay cũng như tất cả các bản tin đã phát trên kênh FPNC thông qua website của FPNC, fpnc.vn. Và đến đây Phi Yến xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.